siêu to khổng lồ. Ây dạ. Anh em yêu thích đá quý có thích xem hàng vũ khí khủng không? À, tiện cái chuyến mà mình vừa mới đi Hà Nội và Hải Phòng và đây qua nhà, mình sẽ đưa mọi người đến nhà anh Tài, giám đốc trung tâm kiểm định đá quý ở thành phố Yên Bái. Anh em vừa là người kinh doanh cũng là người sưu tầm có rất là nhiều các cái sản phẩm đá quý thuộc hàng khủng. Chào anh nhé. À, như ta hứa nhỉ, anh có thể cho em và mọi người xem một số cái viên đá quý, hàng quý hiếm của anh sưu tầm được không? Ok. Đây, chứng thư kiểm định nó đây. Ừ. 16kg là của viên này đây. Ừ. 9,5kg viên này. Này là của con sapphire đen này. Anh em cứ được xem nhiều cái đá quý bé rồi, hôm nay được xem toàn hàng khủng nhé, những khối gọi là vũ khí khủng luôn. Đấy, như cái cục này thì nó liền khối này, à. Nó thành như kiểu là dạng quậy ấy nhỉ? Quậy. Đấy. Những cái này thì nó có phải của Việt Nam mình không? Cái này của Việt Nam đấy. Của Việt Nam. Cái này hay cái này. Của Việt Nam. Cái này Việt Nam. À. Cái hàng này từ ngày xưa chứ bây giờ đào đâu ra? Ngày xưa đấy. Nhờ mấy cái này mỗi viên nó đều có một câu chuyện riêng của nó. Như viên này ấy, nó được phát hiện cùng cái thời mà có viên quốc bảo của Việt Nam ấy. À, cái viên này nó kho bạc nhà nước. Ừ, đấy. Nó lâu lắm rồi. Thế nào mà mình tình cờ, nghĩa là bây giờ khi mình đã kinh doanh đá quý này cũng có một số cái tiếng nói nhất định. Thế là cái bác đấy bác mới tìm đến cũng nửa đêm luôn, bác bảo bác có cái cục này khai thác được cũng lâu lắm rồi, từ cái thời mà phát hiện ra cái viên quốc bảo của Việt Nam ấy, lâu lắm rồi, nhưng mà bác cứ để trong nhà thôi đấy. Thế xong rồi là khi biết mình qua một số người bạn thì bác mang đến và cũng giao lưu với mình cái cục này rất là nhanh chóng. Vừa rồi là em có qua chỗ trung tâm kiểm định ở dưới Hà Nội. Ừ. Cũng hỏi thử mấy bác dưới đấy nhưng mà cũng không ai biết là cái tung tích của cái viên quốc bảo bây giờ nó, nó ở đâu. Chỉ nghe nói là lần cuối cùng là nằm trong kho bạc nhưng mà không thấy đưa ra công chúng để trưng bày. Có hai, nghĩa là một viên to tách ra làm hai. Một viên là hình như bán cho Thái Lan rồi. Ừ. Còn một viên to hơn để làm quốc bảo đấy. Đấy. Cũng lâu lắm rồi. Nên nó quý cái là nó cái khối lượng nó lớn. Ừ. Còn những cái viên mà vài lạng thì nó nhiều lắm. Nhưng mà để được có những cái viên mà to này thì nó rất là hiếm. Cái bọn này nó nặng hơn cái đá thư bình thường rất là nhiều. Đúng rồi, tỷ trọng của nó nặng hơn nhiều. Nặng lắm, nhìn này thôi. Nhưng mà đây là hàng này, hàng sưu tầm dành cho những dân sưu tầm cái hàng to hiếm. Còn thực ra là những cái hàng facet nhỏ kia cũng chỉ để làm mấy thôi mà. Làm trang sức thôi. Làm trang sức thôi, nó không có giá trị sưu tầm, nó chỉ có giá trị trang sức thôi. Cái hàng sao ở dưới này là luôn luôn cái ánh titan nó rất là nhiều nhé. Đúng rồi. Nó phải là cái ánh titan này thì mới có sao được. Đúng rồi. Khi mình giỏ giọt nước lên đây thì nó cũng ra sao. Đã đánh bóng rồi. Đây, để cho thử một tí nước thôi. Ừ. Đấy, đấy này. Chỉ một giọt thôi. Đó, so đèn đúng không? Cái đá sao là phải so đèn mà mình mới đấy. Nhìn thấy được. Đấy, đây. Có ánh sao đây. Những cái khối này nếu mà cắt ra chế tác là không biết được bao nhiêu cái viên trang sức nhỉ. Đúng rồi. Mỗi viên ruby sao giờ nó có rẻ thì cũng 1-2-3 triệu một viên ruby sao. À, là sapphire đen sao. Nhưng mà thật ra là những cái viên như này mình nên để cái khối như này nó sẽ giá trị hơn. Thế khi cắt ra thì nó hết giá trị, nó không còn giá trị nữa. Lúc đấy nó thành giá trị về trang sức rồi. Nó kiểu khác, không còn giá trị về sưu tầm nữa. Chơi hàng độc đấy. Nhiều người cứ thích chơi thiên thạch, nhiều người thích chơi những cái viên đá quý khối lớn. Nói chung là đã chơi đến đá thì hầu như là ai cũng thích những được sở hữu những cái món sản phẩm hàng độc như này. Tôi gọi là vũ khí khủng. Em thấy ở cơ sở của anh thì còn rất là nhiều các loại món trang sức liên quan đến hàng đá quý sao nhỉ. Thì anh em mình xem thử một chút về đá quý sao và những cái sản phẩm anh sưu tầm trong tủ đấy. Ok. Ok. Rất là nhiều các loại ruby.
hàng thịt có, hàng sao có, phát xét có. Hàng đá thô cũng có luôn. Còn có cả đá gốc nữa này. Những cái mắt tinh thể spinel to như ngón tay luôn. Cái đấy mình sưu tầm cũng rất kỹ đấy. Cái thằng xanh này hình như nó không phải tuốc nhỉ? Cái thằng xanh này là cái gì nhỉ? Bagasit. Bagasit. Ngày xưa không biết, cứ nghĩ đấy là tuốc. Nhưng mà đấy là bagasit. Màu nó giống tuốc mà. Đúng rồi, màu nó giống tuốc. Được cái món này, hàng thịt có kính đẹp nhỉ. Đây này, đây một viên ruby sao mà lại còn có một phần chất kính nhé, có độ trong nhé. Còn đa số cái hàng sao nó rất là đặc. Một khay ruby, cái này hàng sao hết anh? Không, hàng này là hàng thịt, hầu hết là hàng hàng đây, thịt. Đây có một viên sao này. Đây có một viên sao nhỏ. Bởi vì những viên ruby sao đẹp bây giờ ở Yên Bái bây giờ cũng rất là hiếm rồi. Đấy. Bao giờ mà cái hồ Thác Bà nó vét ở tận đáy lên thì lúc đấy mới có. Đúng rồi. Bây giờ đá toàn nằm ở dưới 20-30 mét nước rồi. Như cái hàng sao này thì em thấy những cái hàng cái viên sao mà vừa được điểm 10 lại có chất ngọc, nó thuộc dạng siêu hiếm. Thì anh đây có viên nào không? Mình cũng có một viên như thế này thôi. Như này cũng là cũng khá là ngọc rồi. Cũng khá là ngọc rồi. Trên Lục Yên có nhà chú Hoan, chú đeo một viên ở tay thì nó ngọc kính luôn. Đúng rồi. Mà sao nét lừ. Đấy. Thường là khi ruby nó cũng đạt độ trong nhất định thì cái sao nó sẽ yếu đi. Đúng rồi. Đấy, như viên này ấy, nếu mà nó không có độ trong thì sao nó sẽ rất là nét. Những cái viên như này là cái độ hiếm rất là cao này. Bởi vì phần lớn mọi người ấy, cái viên sapphire sao hay ruby sao ấy nó đều là thể đặc như này, nó có các cái ánh titan trắng. Đó. Còn những cái viên mà nó vừa được thể ngọc mà nó lại còn vừa có sao là cái độ quý hiếm nó cực kỳ cao. Rất ít những viên như thế, hàng nghìn viên may ra được một vài viên. Ở cửa hàng anh có cái viên nào mà sao đẹp nhất không? Cho em xem viên sao đẹp nhất của nhà anh xem nào. Nói về sao thì có những cái thương gia ấy, người ta sẵn sàng người ta mua luôn. Nên là khi mình cắt mài được những cái viên sao đẹp như thế là người ta đến người ta mua luôn. Nghề của mình nên là mình cũng không thể giữ được. Đấy. Đây cũng là một cái dòng sao của Yên Bái đây, bãi núi Mông Sơn. Đấy. Cái này nó có cái dị tượng hay phết nhỉ? Đúng rồi. Em từng được xem ấy, thì có cái viên nó còn có mấy cái dị tượng này trông như hình con gà. Đúng rồi. Ở trên Lục Yên có một nhà có một cái viên như thế, hàng, dị tượng như hình con gà. Hàng siêu tầm, hàng độc. Hàng phát xét thì anh có viên nào đẹp không? Phát xét thì hiện giờ cũng có mấy chiếc đây. Những viên này khá là to này. Viên này phải 3 ca mấy nhỉ? 3 ca rưỡi. 3 ca rưỡi. Độ lành khá là cao. Thực ra phát xét để mà đạt tiêu chuẩn quốc tế thì cũng không ở đây được. Có những thương gia người nước ngoài người ta ăn nằm cả năm trời ở đây. Người ta chỉ cần nghe đến có đá phát xét đẹp là người ta đến người ta mua ngay. Điểm này ở ngay trong thành phố Yên Bái thôi. Nếu mà anh em có điều kiện lên đây thì có thể qua cái cơ sở của anh ấy để xem và chiêm ngưỡng. Đá quý Phúc Anh là tìm trên Google Maps là có.